chương 1575 Bị phạt một đêm Đến khi tan học, nhiếp nhiên mới bị Hà Danh Ngọc ở bên cạnh đánh thức Chị nhiên, chị ngủ say quá rồi đấy Mấy lần quý chính hổ quét mắt qua chỗ chúng ta Em cũng lạnh cả sống lưng vì chị Hà Danh Ngọc ôm sách nói Nhiếp nhiên ngủ đến hồ đồ, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo Giấc ngủ này của cô thật sự rất sâu, Trước kia ở nơi xa lạ, cô đều chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa bao giờ ngủ. Nhưng ở trong đơn vị, không biết có phải là huấn luyện quá miền mỏi hay không mà cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Lúc nhiếp nhiên lim dim buồn ngủ, đi theo đám người kia, định đi ra khỏi phòng học, thì nghe thấy quý chính hổ đứng trên bục giảng gọi cô lại. Nhiếp nhiên! Âm thanh vang dội cùng với vẻ mặt nghiêm túc kia khiến tất cả đồng loạt nhìn nhiếp nhiên ngay cả mấy người Hà Giai Ngọc cũng lập tức dừng bước, đứng ở cửa sau phòng học. Lập tức ra ngoài. Quý chính hồ nói xong cũng ra khỏi phòng học trước. Hà Giai Ngọc thấy gương mặt lạnh lùng vừa rồi của quý chính hồ, không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm với nhiếp nhiên. Chị nhiên, không phải là quý chính hồ phát hiện chị ngủ trong giờ học, cho nên bây giờ định tìm chị ra ngoài giao huân đây chứ. Thi sảnh cũng nhẹ giọng nhắc nhở nhiêm nhiên bây giờ quy chính hồ nổi tiếng là nghiêm khắc lúc lên lớp vì thế người bị phạt không ít đâu phạt sao có thể phạt thế nào dù sao tối qua cô cũng đã bị phạt phạt thêm hay phạt bớt đối với cô mà nói căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì không sao mọi người mang sách về giúp tôi là được rồi nhiêm nhiên tùy ý nhét quyển sách nhăn nheo trong tay vào trong lòng hà giai ngọc sau đó ra khỏi phòng học đi về phía Quý Chính Hồ. Chị Kiêu, chị nói xem, liệu chị Nhiên có bị phạt không? Hà Giai Ngọc nhìn bóng lưng nhiếp nhiên, lo lắng hỏi Lý Kiêu, vừa đi qua bên cạnh. Lý Kiêu bình tĩnh nhìn về phía nhiếp nhiên đứng rừng rưng nói. Cậu ấy vẫn luôn bị phạt. Nói xong, Lý Kiêu rời khỏi phòng học. Luôn bị phạt sao? Vẻ mặt Hà Giai Ngọc mờ mịt, nhìn về phía thi sảnh bên cạnh. Chị Kiêu nói như vậy là có ý gì? thì sảnh cũng lắc đầu. Không biết, nhưng chắc là bảo chúng ta yên tâm. Sau đó cô ta dục Hà danh Ngọc cũng rời khỏi phòng học. Còn nhiếp nhiên thì theo quy chính hồ xuống tầng, sau đó đi đến chỗ buổi chiều huấn luyện. Đến dưới chân núi, nhiếp nhiên không nói nhiều lời với anh ta mà quen thuộc quấn dây thừng vào. Cô chắc chắn là tay không sao chứ, quy chính hổ đi từ phía sau tới, đứng ở bên cạnh cô hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Chắc chắn. Sau đó cô bắt đầu huấn luyện. Cả ngày huấn luyện nên Nhiếp Nhiên đã biết qua về địa hình nơi này. Ở trong bóng tối, cô nhanh chóng tìm được chỗ phù hợp, sau đó không ngừng leo lên. Ban đầu Nhiếp Nhiên không có vấn đề gì quá lớn, tốc độ, động tác đều vô cùng nhanh nhẹn, nhưng dần dần, tốc độ của cô bắt đầu chậm lại không chỉ chậm lại, hơn nữa nhiếp nhiên còn cảm nhận được cánh tay mình bắt đầu liên tục đau. Quỳ chính hồ đứng ở dưới chân núi, luôn nhìn chằm chằm cô. Sau khi ghi chép xong kết quả lần huấn luyện cuối cùng, anh ta lập tức tiến lên hỏi. Tôi hỏi cô một lần nữa, rốt cuộc, tay cô có vấn đề gì không? Vừa nãy không phải thầy đã hỏi rồi à, sao lại hỏi nữa thế? Lúc này nhiếp nhiên vừa tụt từ đỉnh núi xuống, trải qua vận động mạnh, lúc nói chuyện cô thở hồn hển vẻ mặt cũng lộ ra chút khó chịu bởi vì tôi phát hiện sau khi cô huấn luyện một đêm trọng tâm cả cơ thể đều đặt hết lên một bên người bên còn lại gần như không dùng sức khiến cho tốc độ càng lúc càng chậm quy chính hồ đưa ra thành tích từng lần huấn luyện đến trước mặt nhiếp nhiên Nhiếp nhiên nghiêng đầu nhìn lướt qua dưới ánh sáng mờ mờ từ đường chân trời thành tích hiện ra trước mặt cô không sót chữ nào thành tích ban đầu coi như không tệ, nhưng càng về sau, thời gian vốn từ mấy giây kéo dài thành mười mấy giây. Nhiệm Nhiên biết, mấy lần sau đó tay cô luôn không thể dùng sức, vì thế cô chỉ có thể bất đắc dĩ chậm lại, đồng thời dựa vào sức của cánh tay còn lại mà hoàn thành huấn luyện. Tốc độ càng ngày càng chậm là do thể năng của tôi không đủ, liên quan gì đến tay?" Nhiêm Nhiên giả vờ bình tĩnh, vừa tháo dây thừng vừa nói với anh ta. Nếu có vấn đề thì tôi đã sớm nói. Sau đó trốn huấn luyện rồi. Làm sao có thể nghiến răng chịu đựng được? Vẻ mặt cô không có chút hoảng hốt nào, làm như chuyện đương nhiên. Nhưng Quý Chính Hổ biết khả năng diễn xuất của cô tốt thế nào. Vì thế anh ta vẫn kiên trì nói. Không được. Ngày mai, lúc nghỉ trưa, cô đến phòng y tế khám xem. Nhiêm nhiên đang cởi dây thừng, hơi khựng lại. Đến phòng y tế làm gì chứ? phiền phức lắm. Tôi thật sự không sao. Không sao cũng phải đi, đây là mệnh lệnh. Nhiêm nhiên thấy anh ta kiên quyết như vậy, ý cười giảm đi mấy phần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trở về đơn vị, vừa vào phòng, nhiêm nhiên đã thấy ba người trong ký túc xá ngồi ngay ngắn trên giường. Cô nhướng mày hỏi. Sao mọi người dậy sớm thế? Thi sảnh nhìn thấy nhiếp nhiên, đi vào thì giống như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm, Sớm cái gì mà sớm, chúng tôi không ngủ, luôn đợi cậu về. Tại sao phải đợi tôi về? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Nhiêm nhiên cởi mũ ra, đặt lên giường. Trải qua cả đêm huấn luyện, tóc cô đã ướt nhẹp rồi. Lý Kiêu thay thế, tiện tay, đưa cái khăn mặt ở cạnh giường cho cô. Nhiêm nhiên lập tức nghiền ngẫm cười. Quan tâm thế. Lý Kiêu vốn không có gì, vừa nhìn thấy nụ cười của cô lập tức nghĩ đến chuyện chiều hôm qua bị vẩy mồ hôi vào mặt lập tức lạnh mặt lại lúc lý kiêu đang chuẩn bị lấy lại cái khăn nhiêm nhiên đã nhanh tay lại mắt cầm lấy cười nói cảm ơn kết quả là bị lý kiêu lườm cho một cái nhưng nhiếp nhiên cũng không giận mà còn cười vui hơn hà Danh ngọc và thi sành ở bên cạnh nhìn thấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì chỉ là được chị kiêu đưa cho cái khăn mà thôi sao chị nhiên lại vui như vậy nhiêm nhiên cảm nhận được ánh mắt tò mò của hà giai ngọc mới hoàn hồn lại hỏi đêm hôm mọi người không ngủ rốt cuộc muốn nói gì với tôi chuyện này phải hỏi hà giai ngọc tối qua cô ấy đợi cậu cả đêm đi đi lại lại trong ký túc xá kết quả làm hại tôi và lý kiêu cũng không ngủ ngon chỉ có thể đợi cùng cô ấy nhắc đến chuyện tối qua thì sảnh lập tức oán trách buổi tối huấn luyện không cho ngủ cũng thôi đi thức cả một đêm như vậy là sao hả có chuyện khẩn cấp gì muốn nói với tôi mà thức trắng đêm thế nhân nhiên dùng khăn lau đầu hỏi không phải chỉ là em thấy chị bị quý chính hồ đưa đi muộn rồi vẫn không về nên lo lắng không ngủ được hà danh ngọc ngượng ngùng gãi đầu yên tâm chị nhiên nhà cô chân tay khỏe mạnh hoàn hảo không tổn hại gì trở về rồi đây. Vậy rốt cuộc quý chính hổ, gọi chị đi làm gì? Không phải là phạt chị cả đêm chứ? Cô quên rồi à? Buổi chiều tôi huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, cho nên sĩ quan huấn luyện bảo tôi buổi tối huấn luyện thêm. Hà Giai Ngọc trợn mắt kinh ngạc nói. Quỳ chính hổ bị điên rồi à? Thời ấy lại bắt chị huấn luyện cả đêm. Nhiên nhiên gật đầu. Đúng vậy, Tôi luôn không vượt qua được Cho nên vẫn tập suốt Hà Danh Ngọc nghe vậy lập tức tức giận Làm sao có thể qua được Chị mang nặng leo lên Căn bản không nên dùng thời gian như vậy Để quy định mới đúng Quỳ chính hổ đang làm khó chị Nhiêm nhiên cười Vỗ vai chấn an cô ta Thầy ấy không phải an viễn đạo Không có sở thích chỉnh người khác đâu Nhưng mà cả đêm chị không ngủ Lát nữa lại phải bắt đầu huấn luyện thân thể chịu sao nổi. Thời gian này, Hà Danh Ngọc vì chuyện của Nghiêm Hoài Vũ mà không biết chuyện buổi tối, nhiếp nhiên đi huấn luyện thêm. Hơn nữa, sáng nào nhiếp nhiên cũng lén về ngủ hơn một tiếng, sau đó dậy cùng bọn họ. Cho nên cô ta tưởng là nhiếp nhiên chỉ về ngủ muộn mà thôi. Nếu không phải tối hôm qua Quý Chính Hồ gọi cô đi, có lẽ đến bây giờ Hà Danh Ngọc vẫn sẽ không biết. Không sao, tôi ở bệnh viện lâu như vậy, đang muốn huấn luyện tử tế đây. Nhiêm nhiên cầm chậu rửa mặt cùng với quần áo nói với bọn họ. Tôi đi tắm đây, mọi người cũng tranh thủ ngủ đi. Càng tới gần kỳ sát hạch, cường độ huấn luyện càng lớn, càng vất vả hơn. Nhưng mà... Hà Thanh Ngọc thấy nhiếp nhiên xoay người đi ra ngoài. Đang định nói gì thì bị thi thành ở bên cạnh kéo lại. Đừng lãng phí thời gian của cậu ấy, để cậu ấy tắm rồi đi ngủ sớm đi. Cả đêm không ngủ nhất định rất mệt rồi. Nhưng chị ấy như vậy, đúng là quá liều mạng rồi. Cho dù muốn huấn luyện bù lại nửa năm qua thì cũng không cần thiết phải liều mạng như thế chứ. Huống hồ tôi cảm thấy, cho dù chị Nhiên huấn luyện ít hơn chúng ta nửa năm, năng lực vẫn mạnh hơn chúng ta. Mục tiêu của mỗi người khác nhau, cậu ấy đối xử với bản thân không giống với chúng ta, đối xử với cậu ấy. Thì sảnh đi về phía giường của mình đương nhiên tôi biết chị nhiên khác với chúng ta tôi chỉ cảm thấy chị nhiên như vậy quá cực khổ hà danh ngọc nhìn ra hướng cửa không đành lòng nói đợi lát nữa cậu cũng sẽ rất khổ cực thi sảnh nằm ở trên giường cảm thán không nghe thấy nhiếp nhiên nói gần đến kỳ sát hạch cường độ huấn luyện càng tăng lên vô hạn à còn có hơn một tiếng nữa thôi mau đi ngủ đi hà danh ngọc tức giận dậm chân cậu cứ ngủ như vậy à nếu không thì sao chị kiêu nhà cậu đã ngủ rồi thi sảnh nói xong quay người đi ngủ làm sao có thể chị kiêu nhà tôi còn lâu mới hà danh ngọc vừa nói vừa nhìn cái giường đối diện kết quả là thấy lý kiêu đã nằm nhắm mắt ngủ rồi đến khi nhiếp nhiên tắm xong quay lại thấy mấy người hà danh ngọc đã ngủ hết khoảng thời gian này cường độ huấn luyện khá căng thẳng vì đợi cô về mà ba người này thức cả đêm bây giờ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say nhiêm nhiên đi nhẹ vào trong phòng sau khi thu dọn xong cũng thuận thế nằm lên giường ngủ ánh nắng ban mai xuyên qua từng tầng mây chiếu vào cửa sổ trời mùa hè sáng rất nhanh chẳng bao lâu sắc trời đã sáng rõ tiếng còi báo thức vang lên tất cả mọi người trong phòng lập tức bật ra khỏi giường nhanh chóng mặc quần áo sau khi đánh răng rửa mặt xong thì vội vàng chạy xuống dưới tầng sau khi chạy năm cây số theo thông lệ mỗi sáng quỳ chính hồ dẫn bọn họ về phòng ăn tất cả lấy bữa sáng của mình ngồi xuống bắt đầu ăn nhâm nhiên cũng giơ tay định bê đĩa đồ ăn đi nhưng không ngờ là cô vừa mới nhấc cái đĩa lên trên tay đã truyền tới cơn đau dữ dội cô lập tức buông tay ra một tiếng keng vang dội vang lên Đĩa đồ ăn bằng thép không gì rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn, làm tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía cô. Chị Nhiên, chị không sao chứ? Hà Danh Ngọc ở sau lưng thầy thế vội vàng bước đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi. Nghiêm Hoài Vũ đã bê đĩa đồ ăn, đi giành chỗ ngồi, nghe thấy Hà Danh Ngọc kêu lên như vậy, vội vàng để đĩa đồ ăn trong tay xuống, chạy tới. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? nhiếp nhiên kín đáo thu lại vẻ mặt đau đớn của mình vừa rồi, dừng dưng nói. Không sao, tôi không cẩn thận bị trượt tay. Nghiêm Hoài Vũ cũng rất quan tâm, cầm lấy tay cô nhìn kỹ. Không bị bỏng chứ. dáng vẻ cẩn thận của anh ta khiến mặt Hà Giai Ngọc tái đi. Từ trước đến giờ cô ta luôn tùy tiện, có cái gì đều hiện hết lên trên mặt nên đâu có qua được mắt nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên vốn cũng không thích bị người khác đụng chạm lại thêm Hà Danh Ngọc. Cô kiềm cớ ngồi xuống nhặt bánh bao, tránh tay Nghiêm Hoài Vũ. "Thật sự không sao, chỉ trượt tay thôi." "Được rồi, để tôi, cô đừng động vào, kẻo đến lúc đó lại bị bỏng." Nghiêm Hoài Vũ cũng ngồi xuống nhặt bánh bao và trứng gà dưới đất lên cho cô. Hà Danh Ngọc nhìn thấy, lần này thật sự tức giận, sầm mặt đi ra ngoài. Nhiêm Nhiên nhìn về phía Hà Danh Ngọc rời đi, lại nhìn Nghiêm Hoài Vũ vẫn đang cúi đầu nhặt đồ không nhịn được thở dài thay anh ta. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy tưởng là cô có chỗ nào không thoải mái vội vàng hỏi. Sao thế? Có phải bị bỏng không? Nhiêm nhiên lắc đầu, vỗ vai Nghiêm Hoài Vũ. E quy thấp không phải là lỗi của anh, là ba mẹ anh không di chuyển tốt, thật đấy. Nói xong cô đứng dậy, cầm hai cái bánh bao rời khỏi phòng ăn. Nghiêm Hoài Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng nhiếp nhiên, không hiểu hỏi, nói linh tinh cái gì thế? e quy của anh thật sự quá thấp. Thi sảnh là bạn thân và đồng bọn lúc này cũng im lặng lắc đầu thở dài. Sau đó mã tường cùng với lý kiêu vốn ít nói cũng lắc đầu với anh ta, rồi mới bê đĩa rời đi. Lần này nghiêm hoài vũ thật sự đứng được ra. Ai có thể nói cho anh ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Anh ta chỉ nhặt cái bánh bao mà thôi. Sao lại là e quy thất? Trong khi Nghiêm Hoài Vũ vẫn còn đang hoang mang, Nhiệm Nhiên đã ngồi ở cửa phòng ăn, ăn xong bánh bao, đang định tìm một chỗ mát ngủ thêm nửa tiếng thì nghe thấy tiếng Quý Chính Hồ truyền đến từ sau lưng. Nhiệm Nhiên Nhiệm Nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta hỏi, "Sao thế ạ?" À? Quý Chính Hồ đi từ cửa phòng ăn ra, nói, "Buổi sáng cô không cần huấn luyện, đến phòng y tế trước." sau đó báo cáo với tôi buổi chiều huấn luyện nhiêm nhiên khẽ cau mày tôi cô còn chưa nói xong quý chính hồ đã lạnh giọng ra lệnh đây là mệnh lệnh nhiêm nhiên biết nhất định là vừa rồi mình đã làm đổ đồ ăn khiến anh ta chú ý lúc này mới giục mình đến phòng y tế như vậy nhiêm nhiên biết vấn đề của cánh tay mình nên thật ra rất không muốn đi cô muốn cố gắng đến khi kết thúc sát hạch mới đi khám nhưng trải qua chuyện vừa rồi chỉ sợ đến lúc đó quý chính hổ sẽ áp giải mình đi cô chỉ có thể thấp giọng đáp rõ sau đó đến phòng y tế sáng sớm nên trong phòng y tế không có binh lính bị bệnh nào lúc cô đi vào phòng khách vắng ngát cô quen thuộc đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào mới tới cửa đã nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng một y tá Bác sĩ Tống, gần đây thời tiết tương đối nóng, binh lính bị cảm nắng rất nhiều, có một số loại thuốc sắp hết rồi." Sau đó, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên, có điều rất lạnh nhạt. "Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lên." Hình như y tá kia vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục nói. "Còn cả một số thuốc tiêu viêm và nước biển cơ bản cũng hết rồi." Giọng bác sĩ Tống bên trong vẫn lạnh nhạt. "Tôi biết rồi." Đúng rồi, thuốc cảm cũng tốn rất nhiều, còn cả thuốc đỏ, bông băng. Nhiên nhiên ở ngoài cửa, nghe thấy hình như y tá kia định báo tên từng loại vật phẩm một lần. Vì thế hiếm khi có lòng tốt, quyết định giải quyết thay bác sĩ Tống mới sáng sớm đã gặp phải chuyện xui xẻo kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời y tá trong phòng. Xem ra bác sĩ Tống của chúng ta bận quá nhỉ, trừ chữa bệnh cứu người còn phải bổ sung vật phẩm nữa." Nhiếp Nhiên đẩy cửa ra, dựa vào khung cửa cười nói. Tống Nhất Thành đang ngồi lật xem tài liệu, nghe thấy giọng nói này, quyển sách trên tay rơi thẳng xuống bàn. Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người nửa năm mới gặp, anh ta đứng phát lên khỏi ghế. Vẻ mặt bình tĩnh khi đối xử với người khác của anh ta đã đổi thành vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên 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 đi từ cửa vào. Nửa năm không gặp, bác sĩ Tống của chúng ta vẫn đẹp trai phong độ y như trước. Tống Nhất Thành thấy cô yên ổn đứng ở trước mặt mình, còn có thể trêu đùa mình thì cười hỏi. Vậy cô có bị tôi mê hoặc không? Khỏi, fan hâm mộ của anh nhiều như vậy, tôi không mù quáng đến tham gia nóng nhiệt đâu. Câu nói nhìn như tùy ý của nhiếp nhiên lại khiến y tá ở bên cạnh vừa lúng túng vừa bực mình. Cô ta lúng túng là vì trong lòng mình có quỷ, sợ bị nhiếp nhiên nói như vậy sẽ bị lộ. Mà cô ta tức giận là vì lung nhiếp nhiên nói lời này không phải là đang nhắm vào mình. Nếu như mình nhảy ra, há chẳng phải là khẳng định à? Lúc y tá kia đang không ngừng dậm chân trong lòng, Tống Nhất Thành ở bên cạnh nghe ra thâm ý trong lời nói của cô, sau đó khẽ mỉm cười, quay lại nói với y tá kia cô đi ra ngoài trước đi y tá kia ngẩn ra sau đó chỉ nhiếp nhiên vậy cô ấy để tôi tiếp đón là được rồi tống nhất thành nói xong câu này lại ngồi xuống trước bàn làm việc của mình không để ý tới y tá kia nữa mà quay sang nói chuyện với nhiếp nhiên y tá kia thấy tống nhất thành vui vẻ nhiệt tình thái độ hoàn toàn khác khi lúc đối xử với mình thì trong lòng càng thêm bức bối nhưng thấy hai người kia hoàn toàn không để ý tới mình, cuối cùng cô ta chỉ có thể khó chịu rời đi. Cô ta vừa đóng cửa lại, Nhiệm Nhiên đã quay đầu nhìn ra phía cửa, sau đó nói với Tống Nhất Thành: "Mới sáng sớm tôi đã chạy tới giải quyết cho anh một người, có phải anh nên cảm ơn tôi không?" Tống Nhất Thành nhớ mày cười nói: "Tôi lấy thân báo đáp nhé." Nhiệm Nhiên cau mày lại, làm ra vẻ nghiêm túc nói: sao con người anh lại lấy oán báo ơn như thế hả tống nhất thành ngẩn ra sau đó bật cười nửa năm không gặp cô hoạt bát hơn nhiều đấy nhiếp nhiên cũng cười cũng tạm có thể là đã lâu không gặp được người quen bây giờ gặp nên thà lòng một chút tống nhất thành thu lại ý cười hỏi nửa năm qua rốt cuộc cô đã đi đâu cô có biết người trong đơn vị đều nói cô xảy ra chuyện rồi không Nhiêm nhiên tựa lưng vào ghế gật đầu Biết tôi thật sự vừa nghỉ bệnh về Tống Nhất Thành đứng phát lên Cô bị thương chỗ nào? Không cần căng thẳng Tôi không có vấn đề gì lớn cả Vết thương ngoài da mà thôi Nhiêm nhiên ra hiệu cho anh ta bình tĩnh Tống Nhất Thành còn lâu mới tin lời nói dối của cô Anh ta tận mắt thấy nhất nhiên Vì cổ lâm mà ngay cả mạng cũng không màng đến một người ngay cả mạng cũng có thể không cần, có lẽ đối với cô mà nói, chỉ cần không chết, tất cả đều là thương nhẹ. Tống Nhất Thành vội vàng, cảnh giác nhìn chằm chằm cô. "Vậy bây giờ cô đến đây làm gì?" Anh ta thật sự không cho là Nhiếp Nhiên sẽ đến đây để nói chuyện cũ với mình. Nhắc đến chuyện chính, Nhiếp Nhiên mới giống như là nhớ ra cái gì đó trả lời. "À, hai ngày trước lúc huấn luyện Tôi không cẩn thận va một cái, hình như bị chẹo tay. Anh kê cho tôi ít thuốc giảm đau và lưu thông mạch máu là được. Vẻ mặt cô bình thản, giống như thật sự không có chuyện gì. Nhưng Tống Nhất Thành cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bị chẹo sao? Đưa tôi xem. Anh ta lại ngồi xuống đưa tay ra, định vén tay áo nhiếp nhiên lên. Nhiếp nhiên theo bản năng rụt tay lại, sau đó giả vờ bình tĩnh nói. Không cần chật khớp chút thôi, anh cứ kê đơn cho tôi là được rồi. Tống Nhất Thành không tùy tiện như Hà Danh Ngọc, cũng không có e quy thấp như Nghiêm Hoài Vũ. Anh ta thấy nhiếp nhiên tránh né, về cơ bản có thể chắc chắn có vấn đề. Trước khi chưa nhìn thấy vết thương, xác định tình trạng vết thương của cô, tôi là bác sĩ không thể tùy tiện kê đơn được. Tôi nhất định phải có trách nhiệm với từng bệnh nhân. Tôi chỉ bị chật khớp, chứ không phải là bệnh nặng, chịu trách nhiệm gì chứ cho dù là chật khớp thì tôi cũng phải xác nhận mới được, cũng phải xem mức độ chật khớp mới có thể kê thuốc." Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, Tống Nhất Thành hình như nắm chắc là Nhiếp Nhiên sẽ thua trận, thế nên không hề nóng vội. Hai người cứ rằng coi như vậy, cuối cùng Nhiếp Nhiên đành nhượng bộ một bước. "Được rồi. Nếu không vì phải báo cáo với quý chính hổ, cô sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy đâu." Tống Nhất Thành nghe thấy cô nhượng bộ thì lập tức cười lên, có điều khi sắn tay áo nhấp nhiên lên Anh ta không cười được nữa Trên cánh tay kia toàn là những vết thương đóng vảy Nhìn đến lạnh cả người Phải xảy ra chuyện lớn như thế nào mới bị thương như thế này Đây chính là một chút vết thương ngoài da mà cô nói à Tống Nhất Thành cau mày lại nghiêm túc hỏi Đúng vậy, đều chỉ là bị thương ngoài da thịt mà thôi Giọng nói rừng dưng của cô khiến Tống Nhất Thành rất tức giận chỉ là bị thương ra thịt sao nhìn những vết sẹo này của cô chắc chắn vừa dài vừa sâu hơn nữa nếu cô không chăm sóc cẩn thận tương lai tất cả đều sẽ để lại sẹo sau này mặc áo ngắn tay rất khó coi nhưng nhiếp nhiên lại nói mà không hề để ý sẹo thôi mà đâu phải là gãy tay sợ cái gì sợ cái gì sao cô đúng là vô tâm không sợ sau này không ai lấy à cánh tay vốn trắng nõn, bây giờ toàn là những vết sẹo kết vảy màu cà phê, nhìn đã khiến người ta đau lòng. Nhiêm Nhiên vẫn không bận tâm. Nếu quan tâm những thứ này, tôi cũng sẽ không vào quân đội, mà nên ở nhà làm con chim hoàng yến rồi. Kể cả thế thì cô cũng phải biết quý trọng mình một chút. Tống Nhất Thành tức giận, trợn mắt lườm cô. Thật sự chưa từng thấy cô gái nào vô tâm như cô. Các cô gái khác đều đối xử với mình cẩn thận, từng ly từng tí, chỉ sợ trên người có sẹo, sau này đi ra ngoài quá khó coi. Cô thì hay rồi, không thèm để ý. Nhịp nhìn nhiên thấy anh ta nhìn chằm chằm vết sẹo của mình, lập tức nhắc nhở. "Tôi bảo anh khám chật khớp, không bảo anh khám sẹo." Sắc mặt Tống Nhất Thành thoáng qua vẻ lúng túng, anh ta ho nhẹ mấy tiếng rồi miễn cưỡng tìm một lý do. "Tôi đang kiểm tra toàn diện Đến lúc đó chữa luôn cho cô một thể. Tôi tin anh mới lạ đấy. Nhâm nhiên hử mũi tỏ vẻ xem thường. Tống Nhất Thành nhẹ nhàng xoa cổ tay cô, hỏi. Chỗ này đau à? Ừm. Anh ta sầm mặt lại. Ừm um cái gì mà ừm? Um. Cô nghĩ tôi ngu à? Trên mặt cô không có một chút biểu cảm đau nào. Sao có thể là chật khớp cổ tay được? Nhâm nhiên ngẩn ra, sau đó nói. Tôi giỏi nhịn đau hơn người bình thường, không được à? Những câu này không lừa được bác sĩ chuyên nghiệp như Tông Nhất Thành. Có giỏi nhịn thế nào cũng không thể không có chút biểu cảm nào được. Nói xong anh ta chuẩn xác, bóp nhẹ cánh tay cô. Nhiên nhiên nhất thời không đề phòng, lập tức cau mày lại. Tông Nhất Thành thấy vẻ mặt bị đau của cô, đắc ý nói. Xem đi, đau đớn là bản năng của con người, không thể dễ dàng nhịn được đâu anh... Nhiếp nhiên che tay mình lại để giấu giếm, rồi ném ánh mắt ác liệt về phía anh ta. Tống Nhất Thành nhận được tín hiệu, trở mặt của cô, hậm hực thu lại ý cười. Cánh tay này của cô không có vết thương, cũng không có máu bầm, nhưng cô lại đau như vậy. Tôi cảm thấy cô vẫn nên chụp ít quang thì hơn. Không cần, tôi chỉ không cẩn thận va một cái. Không có máu bầm, có lẽ là do thời gian ngắn quá, mới bị lúc sáng nay ngủ dậy thôi Nhiêm nhiên thản nhiên nói dối vậy sao tống nhất thành thông minh hoàn toàn không tin từ đầu đến cuối đã lừa tôi rốt cuộc là chật khớp hay là vết thương khác thì cũng phải chụp ít quang cho tôi xem mới được tống nhất thành anh Nhiêm nhiên rất tức giận vì hành động không nể mặt của anh ta cô vẫn chưa nói hết thì đã nghe thấy tống nhất thành ngắt lời Tôi phải có trách nhiệm với cô. Lý do này hoàn mỹ đến nỗi khiến nhất nhiên không thể làm gì. Bác sĩ chịu trách nhiệm với bệnh nhân, đó là điều tốt nhất. Cô không thể mở miệng nói không cần anh ta chịu trách nhiệm. Nếu như nói thế, cô sẽ thành người kỳ quái. Nhưng sắp phải sát hạch rồi, tôi không có thời gian chụp ít quang. Nhân nhiên kiếm lý do, cố gắng không muốn bị kiểm tra. Tống Nhất Thành mỉm cười, bây giờ có thể chụp ngay sẽ không lãng phí một giây nào của cô nhiên nhiên im lặng đi thôi tống nhất thành nói rồi đứng lên đi ra ngoài cửa nhiên nhiên nhìn thấy thế lập tức gọi anh ta lại nói thật sự không cần phải phiền toái như thế tôi không có chuyện gì lớn cả anh chỉ cần cho tôi ít thuốc giảm đau là được rồi tống nhất thành nghiêm túc trả lời thuốc giảm đau không thể tùy tiện uống được thế thì dịt giảm đau cũng được sự từ chối giấu diếm cùng với thỉnh cầu hết lần này đến lần khác của nhiếp nhiên khiến tống nhất thành phải hỏi cô sợ chụp x quang như vậy có phải là có cái gì muốn giấu tôi không đầy mắt nhiếp nhiên hơi dao động cô lập tức quay đầu đi lạnh giọng trả lời không có tống nhất thành nhấn mày lên đứng thẳng người nói với cô vậy thì đi chụp lúc này nhiếp nhiên đã bị ép không còn đường lui nữa rồi nếu như không làm chỉ sợ đến lúc đó tống nhất thành sẽ đi tìm quý chính hồ cuối cùng cô chỉ có thể bị ép buộc cùng tống nhất thành rời khỏi phòng y tế mới vừa ra khỏi phòng làm việc y tá đang đứng ở quầy vẫn nhìn chằm chằm bên này lập tức chạy tới bác sĩ tống có cần tôi giúp gì không tạm thời không cần tống nhất thành lạnh nhạt trả lời sau đó dẫn nhất nhiên vào phòng làm việc cuối hành lang. Y tá đó thấy Tống Nhất Thành ân cần mở cửa cho người khác, dáng vẻ vô cùng lịch sự, trong lòng lập tức bốc hỏa. Nhưng cô ta không biết là Tống Nhất Thành ân cần như vậy là vì có thể để nhất nhiên nhanh chóng chụp ít quang, không cho cô cơ hội lề mề mất thời gian. Cửa mở ra, trong phòng có một cái máy đặt ở đó. Cô đứng ở đó là được rồi. Tống Nhất Thành chỉ cái máy đi tới bàn điều khiển đối diện bắt đầu làm việc. Nhiếp nhiên đứng tại chỗ, nhìn cái máy kia, vẻ mặt do dự. Tống Nhất Thành chuẩn bị ở bàn điều khiển. Đến khi ngẩng đầu lên, thấy nhiếp nhiên vẫn đứng tại chỗ. Anh ta tiến lên trêu chọc. Sao còn chưa qua đó? Chẳng lẽ nhiếp nhiên không sợ trời, không sợ đất, lại sợ chụp ít qua à? Nhiếp nhiên lườm anh ta một cái. Nhưng Tống Nhất Thành vẫn vui vẻ, tự nhiên giơ tay ra đỡ cô dẫn cô đi đến vị trí đối diện. Hơn nữa còn không ngừng nói với cô bằng giọng an ủi trẻ con. Được rồi, yên tâm đi, không đau, chỉ là chụp ít quang mà thôi, nhanh lắm. Đến khi cô vào vị trí rồi, Tống Nhất Thành mới định đi đến bàn điều khiển. Ai ngờ mới đi được hai bước, anh ta phát hiện áo blue của mình bị kéo lấy. Tống Nhất Thành quay đầu lại, thấy nhiếp nhiên nắm vạt áo của anh ta. Nhiếp nhiên dừng lại mấy giây, sau đó nói. Anh không phải là một người vong ân phụ nghĩa, đúng không?" Tự Dưng cô nói một câu khó hiểu như vậy, khiến Tống Nhất Thành ngẩn ra. Hơn nữa bây giờ nhìn bọn họ như vậy, giống như mình làm gì cô không bằng. Bác sĩ Tống có trí tưởng tượng phong phú, lúc này nghĩ hơi nhiều. Anh ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại đột nhiên nói câu này, nhưng thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm túc, không giống đùa giỡn, anh ta chậm rãi gật đầu. "Ừ." Hình như câu này khiến Nhiếp Nhiên rất hài lòng, cô buông tay ra nói với anh ta. "Vậy thì chụp đi." Tống Nhất Thành bị cô làm cho hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại muốn có câu trả lời này. Dáng vẻ vừa rồi của cô giống như là cô gái trước khi trao lần đầu tiên của mình, cô chấp hỏi bạn trai, "Có phải anh sẽ vĩnh viễn yêu em không?" Nhưng trên thực tế, sở dĩ Nhiếp Nhiên hỏi câu này là có nguyên nhân của mình đến khi chụp ít quang xong tống nhất thành bảo nhiếp nhiên về phòng làm việc trước anh ta ở đây đợi lấy phim chụp nhiếp nhiên gật đầu rời khỏi phòng máy trên hành lang cô thấy y tá kia vẫn đứng ở cửa vừa nhìn thấy nhiếp nhiên xuất hiện y tá lập tức đi tới hỏi bác sĩ tống đâu ở bên trong nhiếp nhiên không dừng bước đi qua cô ta vào phòng làm việc này cô đợi đã y tá kia vội vàng đuổi theo cô tôi muốn hỏi cô một chút cô ở lớp nào nhân nhiên những mày quan sát cô ta nhưng không nói gì y tá thấy vẻ mặt cười như không cười của cô mới hoàn hồn lại giải thích à thì tôi muốn viết giấy báo bệnh cho cô như vậy cô có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian giấy báo bệnh sao ngay cả bệnh gì cũng không biết lại dám nói là viết giấy báo bệnh nghĩ chỉ số thông minh của cô bằng không à nhân nhiên cười nói không cần tôi khám xong sẽ về huấn luyện sau đó cô đi qua cô ta vào phòng làm việc sau khi vào phòng làm việc cô còn thuận thế đóng cửa lại rõ ràng là từ chối nói chuyện với cô ta nhiếp nhiên đợi trong phòng làm việc nửa tiếng thì thấy tống nhất thành cầm phim chụp vội vàng đi vào vẻ mặt anh ta không được tốt lắm không đợi nhiếp nhiên hỏi kết quả tống nhất thành đã đứng trước mặt cô nghiêm túc nói cô chỉ bị va vào đâu thật à nghiêm túc mà nói là đập một cái lúc này nhiếp nhiên không cần thiết giấu diếm nữa sắc mặt tống nhất thành càng lạnh lùng anh ta gắn phim chụp lên đèn chiếu chỉ phần cánh tay nói cô bị gãy xương hơn nữa nhìn ra được là bị dạn xương lần thứ hai vết thương cũ tái phát nhiếp nhiên nhìn theo phía anh ta chỉ quả nhiên có một vết nứt nhỏ cô nghiêm mặt hỏi vậy cần phải thế nào nhất định phải bó bột lại mới được. Tống Nhất Thành lấy phim chụp xuống, định gọi người vào. trước khi anh ta lên tiếng, Nhất Nhiên đã ngắt tới anh ta. Không được, sắp đến kỳ sát hạch mùa hè rồi, tôi không thể bó bột được. Tống Nhất Thành kinh ngạc nhìn cô. Bây giờ cô còn quan tâm sát hạch cái gì? Nên quan tâm đến tay cô ấy. Nếu như cô không bó bột nghỉ ngơi điều dưỡng, đến lúc đó chuyển biến xấu có thể phải phẫu thuật đóng đinh cho cô như vậy cô sẽ phải khổ sở thế nào hả nhưng nhất nhiên lại giống như không nghe thấy chỉ bình tĩnh hỏi có thuốc giảm đau gì đó để tạm hoãn không lần này tống nhất thành đã bực đến phát cáu tôi nói cô không nghe rõ hả à? bây giờ cô không thể vận động mạnh như vậy sẽ chỉ làm vết thương của cô nặng thêm thôi nhưng tuần sau tôi phải sát hạch rồi tôi không thể dừng lại vào lúc này được Nhâm nhiên lạnh giọng trả lời Tống Nhất Thành cau mày lại Cô vì sát hạch Mà ngay cả tay mình cũng không quan tâm à Anh đã nói Mình không vong ân phụ nghĩa rồi Tống Nhất Thành ngẩn ra Sau đó buồn bực nói Bây giờ tôi đang cứu cô Sao lại phong ân phụ nghĩa Tôi vừa giúp anh một lần Bây giờ anh phải giúp tôi một lần mới đúng Đúng vậy Tôi giúp cô Giúp cô chữa khỏi nhiên nhiên lắc đầu. Tôi muốn anh giúp tôi tiếp tục giấu giếm chuyện này. Cô nói cái gì? Tống Nhất Thành kinh ngạc trợn mắt nhìn cô. Nhiếp nhiên ngẩng đầu lên hở hứng nhắc nhở. Anh là đàn ông con trai, nói lời phải giữ lời. Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi là sẽ không vong ân phụ nghĩa, sẽ giúp tôi rồi. Cô nắm được câu này làm Tống Nhất Thành tức giận, không ngừng dậm chân. Đây rõ ràng là cô đào hố cho tôi nhảy vào. Nhưng anh nhảy rồi, cũng đồng ý rồi. Nhiêm Nhiên bổ sung một câu. Lần này Tống Nhất Thành tức đến nghẹn họng. Tôi Anh không thể nói lời không giữ lời được. Cô Anh đã đồng ý với tôi rồi. Lần nào Nhiêm Nhiên cũng cướp lời anh ta, làm Tống Nhất Thành tích đầy một bụng lửa giận, sắc mặt đỏ bừng. Khó khăn lắm mới hoãn lại được Tống Nhất Thành thờ hồn hển nói. Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi đứng trên lập trường cứu cô. Bây giờ cô mà không giữ gìn, tương lai tay cô sẽ bị phế, cô hiểu không? Nhân nhiên tự biết mình đuối lý, lại thêm đúng là mình cần anh ta giúp đỡ, chỉ có thể thấp giọng nói. Lần sát hạch này rất quan trọng, chỉ một tuần thôi, sát hạch xong tôi sẽ bó bột, được không? Không được, một tuần thay đổi quá nhiều, hơn nữa, cô còn phải huấn luyện, dưới cường độ như vậy rất dễ xảy ra vấn đề lớn hơn. Trong việc chữa bệnh cứu người, tổng nhất thành tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội thương lượng. Huống hồ, người đứng trước mặt anh ta còn là cô gái mà anh ta thích, anh ta càng phải bảo vệ cô mới đúng. Chỉ có 7 ngày, có thể có vấn đề gì chứ? Nhất nhiên rất đau đầu vì sự kiên trì của anh ta. Kiếp trước Cô ở trong căn cứ, bị thương dãn dây chẳng đầu gối bên trái mà vẫn tham gia huấn luyện bình thường. Cho nên đối với cô mà nói, chỉ cần không chết là không có lý do để dừng lại. Nhưng Tống Nhất Thành lại không cho lại như vậy. Anh ta cảm thấy nhiếp nhiên đang mạo hiểm với sức khỏe của mình. Có 7 ngày sao? Cô có biết là cô đang bị dạn xương lần thứ hai không? Một khi chuyển biến xấu thì sẽ phải làm phẫu thuật. Tống Nhất Thành giận dữ nói. Cho nên tôi biết anh nhất định có cách. Nhân nhiên chắc chắn như vậy khiến Tống Nhất Thành giận đến vẹo cả mũi. Có, bó bột, nghỉ ngơi. Thấy anh ta không nhượng bộ, nhất nhiên cũng lạnh mặt lại, đứng lên khỏi ghế. Vậy anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây đi. Ném lại câu này xong, cô đi ra ngoài. Nếu như cô đi, tôi sẽ nói với sĩ quan huấn luyện của các cô. Tống Nhất Thành uy hiếp Quả nhiên, nhấp nhiên dừng bước lại. Cô sợ nhất chính là Quý Chính Hồ đến tìm Tống Nhất Thành, thế nên mới nhượng bộ anh ta từng bước như vậy. Cô quay đầu lại, đáy mắt lạnh lùng. Tống Nhất Thành Trong giọng nói của cô mang theo ý cảnh cáo, nhưng Tống Nhất Thành lại không hề sợ hãi. Tôi là vì tốt cho cô, không muốn cô chịu khổ, cô tưởng làm phẫu thuật vui lắm à? Về mặt anh ta nghiêm túc, đó là thái độ nghiêm túc của bác sĩ đối với bệnh nhân. Nhưng nhiên thấy anh ta như vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan đi. Bởi vì cô biết Tống Nhất Thành quan tâm tới cô, thật lòng nghĩ cho cô. Cô điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới nói. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn hoàn thành lần sát hạch này. Nó liên quan đến việc điều động năm sau. Tống Nhất Thành càng cau chặn mày hơn. Nhưng cho dù cô chịu được việc bị thương nặng, thì những đơn vị kia cũng sẽ không thu nhận một người tàn phế." Đai mắt nhấp Nhiên hơi lóe lên, đúng là có khả năng thật như vậy. Cô lập tức phủ đầu. "Cho nên tôi mới đến tìm anh để giúp tôi, tôi biết anh nhất định có cách." Dĩ nhiên Tống Nhất Thành nghe ra sự thay đổi trong lời nói của cô, nhưng anh ta vẫn lạnh mặt nói, "Tôi có thể có cách gì? Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi không phải thần tiên." "Ô anh là thần tiên sống, có y thuật rất giỏi, như vậy được chứ? Tống Nhất Thành hiếm khi thấy cô lấy lòng mình, lập tức không nhịn được, bật cười ra tiếng. Cho dù y thuật của tôi có giỏi thế nào, điều kiện tiên quyết cũng phải là bệnh nhân phối hợp với tôi mới được. Nhâm nhiên thấy anh ta cười, biết là có hy vọng rồi. Tôi phối hợp, chỉ cần anh có thể để tôi tham gia sát hạch, tôi sẽ phối hợp tất cả. Cô liên tục bảo đảm cô đúng là tống nhất thành nghe thấy cô nói như vậy lại cau mày nhiên nhiên thấy tình thế sắp thay đổi vội vàng mềm mỏng khẩn thiết nói xin anh đấy lúc khác anh có thể bảo tôi nghỉ ngơi nhưng lần này thật sự không được tống nhất thành thấy cô đã nói như vậy rồi cũng không lạnh mặt nổi nữa nhưng vẫn không tán thành với cô chỉ vào đơn vị tốt hơn cho nên ngay cả thân thể cũng không cần à nhiêm nhiên vòng từ cửa lại đứng trước mặt anh ta không chỉ là đến đơn vị tốt hơn còn vì tôi không muốn hủy bỏ giữa đường tôi huấn luyện lâu như vậy chẳng dễ gì mới chịu được đến bây giờ anh bảo tôi từ bỏ tôi không làm được nhưng cô không thể vì không nỡ từ bỏ sát hạch mà từ bỏ sức khỏe của mình được tôi có từ bỏ hay không phụ thuộc vào việc anh có muốn giúp tôi hay không nếu như anh đồng ý giúp tôi tôi tin tôi nhất định có thể chống đỡ được một tuần. Nhâm nhiên nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt nóng bỏng. Tống Nhất Thành đã từng muốn nhiếp nhiên có thể nghiêm túc nhìn mình như vậy, nhưng không phải dưới tình huống này. Cô đang ép tôi. Đây là do anh tự tìm lấy, vừa rồi tôi đã từ chối, là tự anh ép tôi phải chụp ít quang. Tôi làm như vậy là vì ai hả? Còn không phải là vì nghĩ cho sức khỏe của cô à? Đây là tay của tôi chắc, đây là tay của cô người đau là cô người chịu khổ cũng là cô Nhâm nhiên không ngờ người này lại nổi giận chỉ có thể mềm mỏng hơn tôi biết nhưng bây giờ tôi đã không có cách nào nữa rồi coi như anh giúp tôi một tay đi cho tôi ít thuốc giảm đau để cho tôi vượt qua cửa ải này đi tôi nhất thành từ chối ngay không được tôi là bác sĩ tôi biết rõ cô có vấn đề không chỉ giấu giếm mà còn để cô lạm dụng thuốc như vậy là vi phạm quy định. Nhâm nhiên lập tức cũng không khách sáo nữa buồn miệng nói. Chẳng lẽ anh chưa từng vi phạm quy định à? Trong nháy mắt, sang mặt Tống Nhất Thành tái mét. Lúc này, nhâm nhiên cũng hoàn hồn lại, biết mình lỡ lời nói sai rồi. Có lẽ đời này, lần duy nhất Tống Nhất Thành vi phạm quy định là khi đối phó với Trần Nghiên Tịch vì cô. Bây giờ cô gây khó dễ cho anh ta, lại lôi cái lỗi này ra làm anh ta tổn thương thật sự là không nên tôi thu hồi câu nói vừa rồi nhiên nhiên lập tức xin lỗi anh ta tống nhất thành nhìn chằm chằm nhiếp nhiên một lúc cuối cùng mới im lặng quay đầu đi mím môi lại thành một đường thẳng dễ thấy là thật sự nổi giận rồi Nhiêm nhiên nhiên đừng đối diện anh ta cũng không biết phải nói gì nữa bầu không khí nhất thời rơi vào trong trạng thái bế tắc nhất nhiên thấy anh ta nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn mình cuối cùng ra sức vì mình một lần nữa anh đánh cược với tôi một lần nữa đi giống như cổ lâm ngày trước ấy nhưng tống nhất thành vẫn không hề trả lời cô nhất nhiên không phải là người bám dính lấy người khác không buông huống hồ anh ta không hề nợ mình mà mình lại nợ anh ta không ít nên cô lập tức không nói thêm gì nữa có điều lần này cực khổ lâu như vậy cuối cùng xem ra vẫn hỏng hết rồi. Cô đi ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng làm việc, cuối cùng Tống Nhất Thành ở sau lưng cũng lên tiếng. Cô là một trong những bệnh nhân không nghe lời nhất mà tôi từng gặp. Nhâm nhiên dừng bước, quay đầu lại hơi kinh ngạc hỏi. Anh đồng ý rồi à? Sang mặt Tống Nhất Thành vẫn khó chịu, anh ta trợn mắt nhìn cô một cái rồi nói. Không đồng ý được không? Không đồng ý có lẽ sau này cũng không có cách nào nói chuyện với cô nữa. Đến lúc đó người thua thiệt vẫn là anh ta. Anh ta sẽ không cho người khác có cơ hội đâu. Nhiên nhiên thở phào nhẹ nhõm cười nói. Cảm ơn anh. Tống Nhất Thành thấy cô cười với mình còn thật lòng cảm ơn như vậy. Ngay cả chút tức giận cuối cùng cũng biến mất. Nhưng lại cảm thấy mình dễ hết giận như vậy, quá mất thể diện. Vì vậy anh ta sụ mặt xuống nhìn chằm chằm cô, nói nhưng cô đừng tưởng như vậy là xong rồi xương tay cô bị dạn ra là sự thật cho dù dùng thuốc thì tay cô vẫn sẽ tổn thương cho nên đến khi sát hạch kết thúc lập tức cùng tôi trở về tiếp nhận điều trị nhân nhiên rất ngoan ngoãn giơ ba ngón tay ra thề nhất định tôi đảm bảo chỉ cần có thể chịu đựng được qua sát hạch mùa hè tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề tống nhất thành thật sự là không làm gì được cô anh ta đi ra ngoài, dặn dò y tá một tiếng. Y tá kia xem xong, vội vàng gật đầu, cầm kim tiêm cùng thuốc vào. Cô ta rất thuần thục, chuẩn bị ổn thỏa tất cả, định sát trùng cho Nhiếp Nhiên, sau đó chuẩn bị tiêm thuốc. Nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào Nhiếp Nhiên, tổng nhất thành đã nói: "Để tôi tiêm cho, cô có thể đi ra ngoài rồi." Y tá kia vốn còn muốn mượn cơ hội này khiến Nhiếp Nhiên chịu khổ một chút, nhưng không ngờ Tống Nhất Thành lại giữa đường nhảy ra. Vì thế cô ta do dự nói. Thế thì không hay lắm. Không sao, cứ để tôi làm. Tống Nhất Thành nhận lấy bông thấm cồn từ tay cô ta. Y tá kia thấy tay mình trống trơn, lần này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đi, cô ta còn đặc biệt nhìn nhấp nhiên một cái. Nhâm nhiên quý đầu, coi như không nhìn thấy. Lát nữa, lúc tiêm sẽ hơi đau, cô cố gắng một chút động tác của tống nhất thành rất nhẹ nhàng cũng rất thành thục nhiên nhiên không nhịn được phì cười nói thật anh có sự kiên nhẫn này thì không nên ở quân đội mà nên đến bệnh viện nhi tống nhất thành ngước mắt lên lườm cô tôi tốt bụng nhắc nhở cô cô còn trêu chọc tôi có tin lát nữa tôi khiến cô đau kêu cha gọi mẹ không hả được thôi để tôi thử xem tôi chưa bao giờ đau đến mức phải kêu cha gọi mẹ cả. Tống Nhất Thành nghe vậy, suy nghĩ muốn tiêm mạnh, lập tức tiêu tan, rồi lại than thở. Đó là bởi vì cô quá giỏi chịu đựng. Ngoại trừ không quan tâm đến tính mạng, giỏi chịu đựng ra, quan trọng nhất là từ trước đến giờ cô không hề kêu đau. Đến bây giờ anh ta vẫn nhớ ngày đó, lúc truyền máu xong, truyền đường gluco cho cô. Sau khi cô tỉnh lại, muốn gặp cổ lâm, thô lỗ rút luôn kim truyền ra. Thậm chí vì thế mà còn bị rách ra một vết lớn mà cũng coi như không có chuyện gì. Có lúc Tống Nhất Thành còn nghĩ, rốt cuộc cô phải trải qua khổ sở thế nào mới có thể giỏi chịu đựng đau đớn như vậy. Bây giờ tôi tiêm cho cô một mũi gây tê, tạm thời có thể làm giảm cơn đau của cô. Động tác của Tống Nhất Thành nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhiệt nhiên chỉ cảm thấy giống như bị một con mũi đốt, mũi tiêm đã được rút ra ấn bông vào. Anh ta dặn dò. "Cảm ơn." Cô đừng tưởng tiêm xong không đau là xong, đây chỉ là tạm thời thôi." Lần này Nhất Nhiên rất ngoan ngoãn gật đầu. Tống Nhất Thành vừa thu dọn vừa dặn dò cô. "Mấy ngày nay cô chú ý một chút, đừng huấn luyện quá mạnh, cố gắng đừng để tay bị thương nữa biết chưa? Nó đã yếu ớt lắm rồi. Còn xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì nhớ tìm tôi ngay." nhất định đừng chịu đựng, nghe thấy chưa? Tác dụng của thuốc không phải cô chịu đựng là có thể vượt qua được đâu. Làm không cẩn thận sẽ mất mạng. Anh ta không ngừng lại nhảy. Đầu tiên nhiếp nhiên còn rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó thấy anh ta nói mãi, cô không nhịn được ngắt lời. Tôi biết rồi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ tìm anh ngay. Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Tống Nhất Thành đang thu dọn lập tức hỏi. Cô cứ đi như vậy à? Nhấp nhiên quay đầu lại. Nếu không thì sao? Tôi đã đánh cược với cô rồi. Dù sao, cô cũng phải nói tôi mấy câu chứ. Đã nửa năm không gặp rồi. Tống Nhất Thành có cảm giác mình giống như đôi đũa dùng một lần, dùng xong là vứt đi. Nhấp nhiên tùy ý ném miếng bông vào trong thùng rác rồi nói. Chờ tôi huấn luyện xong, lúc nghỉ ngơi, anh có thể nói chuyện 24 trên 24 giờ với tôi. Mấy chữ 24 trên 24 giờ khiến mắt Tống Nhất Thành lập tức sáng lên. Được, đây là cô nói đây nhé. Vậy tôi chờ đến tuần sau. Nhâm nhiên gật đầu rồi đi ra ngoài cửa. Vừa định bước ra ngoài thì cô quay đầu lại nói. À đúng rồi, nếu như quý chính hồ hỏi, anh cứ nói tôi không sao, nghe rõ chưa? Lúc này đến lượt Tống Nhất Thành ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, nghe thấy rồi. Tống Nhất Thành rất vui vẻ tiễn nhiếp nhiên ra khỏi phòng y tế. Chuyện này làm cho các y tá trong phòng khách đều kinh ngạc. Bình sĩ nữ kia có lai lịch gì mà lại có thể được bác sĩ Tống đích thân đưa ra? Trước khi tiễn nhiếp nhiên đi, Tống Nhất Thành vẫn không yên tâm, dặn dò mấy câu. Nhớ nhé, nhất định không được huấn luyện quá mạnh. Sát hạch kết thúc, lập tức đến chỗ tôi, nghe thấy chưa? Tôi biết rồi, có hai câu mà anh cứ nói đi nói lại y như mấy bà thì mấy. Tôi còn không phải là vì cô à? Tống Nhất Thành lại tức giận một lần nữa. Nhất nhiên thấy anh ta vì mình mà mạo hiểm, lúc này mới gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, vì tốt cho tôi, được rồi chứ, tôi có thể đi được chưa? Cô nhất định phải nhớ. Tống Nhất Thành vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, lại bị nhất nhiên lập tức ngắt lời. Tôi biết rồi, phải cẩn thận, không được vận động mạnh, Chờ kết thúc sát hạch Phải tìm đến anh ngay Tôi nhớ hết Yên tâm đi Cô nghiêm túc nhắc lại lời anh ta Sau đó chạy biến đi Tống Nhất Thành tức mà không có chỗ chút Nhâm nhiên tiêm xong Sau khi xác định cánh tay đã đỡ đau hơn Cô đi đến sân huấn luyện Trong sân huấn luyện Các lớp đều đang huấn luyện các hạng mục khác nhau Đủ để có thể thấy được Lần sát hạch mùa hè này Quan trọng thế nào với bọn họ Ánh mặt trời sáng sớm mùa hè vừa xuất hiện, nhiệt độ đã lập tức tăng cao. Mồ hôi trên lớp vải màu rằn di nhìn vô cùng chói mắt. Nhân Nhiên đứng ở trong sân, nhìn thấy ngay người lớp 6. Lúc này bọn họ đang huấn luyện khiêng khúc gỗ trong hố bùn. Cô chạy qua đó hô báo cáo rồi định vào hố bùn, nhưng bị quý chính hồ kịp thời gọi lại. Bác sĩ nói thế nào? Anh ta hỏi. Không có gì, chỉ bị chật khớp chút thôi. Nhiếp nhiên cố ý xoay xoay cổ tay cho quý Chính Hổ xem. Quy Chính Hổ khẽ cau mày lại. Thật không? Dĩ nhiên rồi. Không tin thầy có thể đi hỏi bác sĩ. Dù sao Tống Nhất Thành cũng đã đồng ý với cô. Cho dù Quy Chính Hổ đi thật, chỉ sợ cũng sẽ chẳng hỏi được gì. Nếu đã như vậy, thì hai ngày nay cô nghỉ ngơi một chút đi. Quy Chính Hổ nói. Nhưng nhiếp Nhiên từ chối ngay. Không cần chật khớp một chút mà thôi. Đây là mệnh lệnh. Về mặt quý chính hổ nghiêm túc, hoàn toàn không thể thương lượng. nhiếp nhiên ngước mắt nhìn về phía anh ta. Cô biết, quý chính hổ không tin lời mình, chỉ là bởi vì thấy mình quá kiên trì cho nên mới khoan nhượng. Còn nữa, buổi tối đừng nghĩ lén chạy ra ngoài huấn luyện. Hôm nay tôi sẽ điều người canh trường camera. Quý chính hồ bổ sung một câu. Nhiếp nhiên lập tức cười, lắc đầu. Không cần điều người, tối hôm nay thầy cũng ngủ một giấc thật ngon đi, tôi không ra ngoài đâu. Hai tháng nay cô huấn luyện bao lâu, anh ta cũng ở bên cạnh bấy lâu. Còn lúc cô huấn luyện xong, còn có thể trở về ký túc xá ngủ một hai tiếng, mà anh ta còn phải xử lý công việc của đơn vị. Trên thực tế, anh ta vất vả bận rộn hơn cô rất nhiều. Cùng đến lúc để anh ta nghỉ ngơi rồi. Nhiệm nhiên nói xong thì rời khỏi sân huấn luyện trở về ký túc xá việc đầu tiên cô làm chính là ngủ hai tháng qua không được ngủ tử tế lần này cô nhất định phải ngủ đến tối bù lại tất cả những giấc ngủ chưa đủ trong hai tháng qua mà trên thực tế cô cũng thật sự ngủ một mạch đến giờ cơm tối ngày hôm sau trong lúc cô ngủ mấy người hà danh ngọc về ký túc xá phát ra tiếng động cô cũng biết chỉ là cô không mở mắt ra mà xoay người tiếp tục ngủ lúc cô tỉnh dậy nắng chiều đang chậm rãi hạ xuống phía tây. Ánh nắng phản chiếu tầng mây phía tây đỏ như lửa, vô cùng trắng lệ. Nhiên Nhiên rửa mặt xong đến phòng ăn trước. Lúc này, người của lớp 1 và hai lớp khác đã đi tới phòng ăn, đang xếp hàng lấy cơm rồi. Nhiên Nhiên đi tới cuối cùng, yên lặng đợi. Người đứng trước mặt cô vô tình nhìn thấy cô, không nhịn được trợn to hai mắt hỏi. Nhiên Nhiên, sao lại có một mình cô thế? Những người khác của lớp 6 đâu? Nhiễm Nhiên ngước mắt lên nhìn, phát hiện người đứng trước mặt mình là Tôn Hạo của lớp 1. Cô vẫn nhớ hồi đó Tôn Hạo bị mình chuốc say được người khiêng về nôn khắp cả đường. Người trong ký túc xá ghét bỏ lập tức ném anh ta trên đường ở tòa ký túc xá để cho anh ta hứng gió lạnh giải rượu. Sau đó nghe nói Tôn Hạo vì ngủ trên hành lang một đêm nên đã bị cảm một tuần nhờ tới dáng vẻ của anh ta lúc đó nhiên nhiên không nhịn được khẽ cười chắc là đang huấn luyện hôm nay tôi xin nghỉ ốm hả cô bị làm sao thế tôn hảo lo lắng hỏi bây giờ toàn bộ đơn vị dự bị đều biết lần đó trên đường đi lấy lời khai nhiên nhiên xảy ra chuyện nghỉ ngơi nửa năm trời mới trở về nhiên nhiên lắc đầu không có gì đáng ngại chỉ bị trẹo tay mà thôi Tôn Hảo chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng hử lạnh xem thường truyền tới. Chẹo tay cũng phải xin nghỉ, đi ra ngoài nằm nửa năm, đúng là càng ngày càng yếu điệu. Trương Nhất Ngải, cô nói cái gì thế? Tôn Hảo thấy cô ta châm chọc khó nghe như vậy thì không vui. Cô không biết nói chuyện thì đừng mở miệng. Tôi nói chuyện ảnh hưởng gì đến anh? Tự do ngôn luận, hiểu không hả? Trương Nhất Ngải hử mũi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường phải biết lúc biết nhiếp nhiên ra ngoài bị xe đâm cô ta là người vui vẻ và cao hứng nhất lúc ấy cô ta cảm thấy đây là báo ứng cô ta chỉ muốn nhiếp nhiên bị đâm chết nhưng rất đáng tiếc không biết có phải nhiếp nhiên là sát tinh ngay cả ông trời cũng không muốn nhận hay không nửa năm sau lại bình an vô sự trở về như vậy hơn nữa nhìn cô hoàn toàn không có vấn đề gì chuyện này làm cho cô ta rất tức giận tự do ngôn luận sao? Lúc này, sau lưng chuyển đến một giọng nói. Mấy người nghiêm hoài vũ đi từ cửa phòng ăn vào, đứng bên cạnh nhiếp nhiên. Còn muốn chúng tôi cũng tự do ngôn luận không? Ví dụ như nói Trương Nhất Ngài ngày nào cũng huấn luyện nhưng vẫn bị đá ra khỏi lớp 1. Sang mặt Trương Nhất Ngài lập tức thay đổi, cô ta tức giận gầm lên. Anh nói cái gì? Đúng vậy, Trương Nhất Ngài, nếu như cô không thoải mái Chúng ta đánh một trận cũng được. Hà Giai Ngọc ở sau lưng nói rồi, vặn vặn cổ tay. Trương Nhất Ngài lui về sau một bước. Cô ta đã thua Hà Giai Ngọc mấy lần rồi. Không biết có phải là Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên đã dạy Hà Giai Ngọc không? Bây giờ bản lĩnh đánh nhau của Hà Giai Ngọc vượt xa cô ta. Về cơ bản, có thể so với những người lớp 1. Coi như cô ghê gớm. Trường Nhất Ngài oán giận, nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó quay đầu đi trên thực tế từ đầu tới cuối nhiêm nhiên không nói một câu nhưng trương nhất ngại lại hận cô hơn đám người hà giai ngọc và nghiêm hoài vũ nhiều bởi vì ở trong nhận thức của cô ta nhiêm nhiên không cãi nhau với cô ta là khinh thường cô ta là coi cô ta không xứng vừa rồi làm không tệ nha chuột nghiêm hoài vũ thằng vắn này rất cao hứng tiến lên trực tiếp khoác vai tôn hạo cười nói đương nhiên rồi Tôn Hạo đầu tiên là rất đắc ý đáp một tiếng, nhưng chờ sau đó hoàn hồn lại, lập tức nói. Không được gọi tôi là chuột. Gọi thì đã sao? Đợi qua lần sát hạch này, cậu phải đi rồi, để tôi gọi thêm mấy lần nữa, giữ lại chút hoài niệm. Nghiêm Hoài Vũ khoác vai anh ta cười nói. Giọng nói kích động của Tôn Hạo vì câu này của anh ta mà hơi khựng lại, sau đó đột nhiên hất tay anh ta ra. Đáng đời, Ban đầu bảo cậu đừng rời đi Là từ cậu ngang bướng dẫn mát tường kiều di rời khỏi lớp 1 Nếu không cũng sẽ không biến thành hoài niệm Nhắc đến chuyện kia Vẻ mặt nghiêm hoài vũ hiện lên chút ảm đạm Nhưng anh ta lại nhanh chóng khôi phục như cũ Cá lơ vất vơ khoác vai tôn hạo cười nói Ôi dào Ai bảo lớp một huấn luyện nhiều như vậy An viễn đạo thật sự không phải người Tôi đâu có chịu được Tôn Hạo nghe thấy anh ta nói thế thì càng tức giận hơn, lập tức hất tay anh ta ra, bê đĩa đồ ăn rời đi. Nghiêm Hoài Vũ nhìn bóng lưng anh ta rời đi, cố ý thở dài. Thằng nhóc này sao càng ngày càng xấu tính thế? Nếu như là anh, chỉ sợ còn tức hơn thế. Nhiếp Nhiên từng nghe kiểu Duy kể chuyện giữa bọn họ, nên nói chen vào một câu. Nụ cười ở khóe miệng Nghiêm Hoài Vũ cứng đờ, anh ta quay sang nhìn Nhiếp Nhiên tương lai hoài niệm, không bằng bây giờ tranh thủ đi. Nhiếp nhiên ý tứ nhìn Hà Giai Ngọc, nói xong lời này, vừa vặn đến lượt cô lấy cơm. Nhiếp nhiên cầm hai cái bánh bao rời khỏi phòng ăn. Sau khi ăn xong, phần lớn mọi người đều trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, tắm rửa, thuận tiện giặt quần áo của mình, sau đó chờ đến giờ lên lớp. Nhiếp nhiên thì đợi bạn họ đi rồi, mới thu dọn đồ đạc, rồi đến sau nuôi huấn luyện trước. Cô tiêm mũi gây tê nên cánh tay đã đỡ hơn nhiều. Đương nhiên không cần tiếp tục dùng dây thường an toàn nữa. Bóng đêm ngày hè buông xuống, nhịp nhiên leo lên leo xuống vách đá này cả trăm lần. Cho nên rất quen thuộc từng điểm dừng chân, có thể chóng leo lên đỉnh núi. Không biết đã qua bao lâu, sau khi kết thúc một vòng nữa, cô tụt từ đỉnh núi xuống phát hiện chẳng biết Quy chính hồ đã đứng ở chân núi từ lúc nào. Thầy đến đây từ lúc nào thế? cô lau mồ hôi hơi mệt mỏi hỏi anh ta quy chính hồ nhìn đồng hồ trong tay nói thẳng thành tích này coi như miễn cưỡng đạt nhiếp nhiên mỉm cười cuối cùng cũng được khen một lần đúng là không dễ dàng xem ra nghỉ ngơi rất quan trọng tiếp tục quy chính hồ lạnh lùng ra lệnh nhiếp nhiên không nói nhiều tiếp tục huấn luyện huấn luyện liên tiếp ba tiếng quy chính hồ thấy thành tích của cô cơ bản đã ổn định. Lại thấy cô nhếch nhác, ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng anh ta lên tiếng. Nghỉ ngơi 15 phút, đợi lát nữa lại làm một lần nữa. Nhâm Nhiên thuận tay lấy chai nước ở bên cạnh để rửa mặt. Nước khoáng mát lạnh làm cả người cô khoan khoái. Cô tùy ý lau mặt rồi đứng lên nói với Quý Chính Hồ. Cho tôi nghỉ nửa tiếng đi. Quý Chính Hồ cau mày hỏi. Tay cô đau à? Không phải tay đau, chỉ là tôi có chút việc. Nhiệm nhiên nói không rõ ràng, Quỳ Chính Hồ còn từng là cô gặp vấn đề bất tiện của con gái, thế nên gật đầu nói. Được, nửa tiếng. Nhiệm nhiên lập tức đi ngược từ đỉnh núi về. Quỳ Chính Hồ nhân khoảng thời gian này ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Qua khoảng 10 phút, trong rừng cây vang lên tiếng loạt soạt, sau đó Nhất nhiên đi từ bên trong ra. Quỳ chính hổ, thầy xem. Cô sách một con thỏ đi từ phía xa đến. Quý chính hổ nghi ngờ hỏi. Không phải cô nói có chút việc à? Đúng vậy, đây chính là việc của tôi. Vừa nãy lúc xuống tôi nhìn thấy nó. Vốn dĩ không muốn bắt, nhưng thầy bảo cho tôi nghỉ ngơi. Tôi mới nghĩ không bằng nhân nửa tiếng này. Hai chúng ta nướng ăn. Quý chính hổ lập tức sầm mặt lại. Tôi tới canh chừng cô huấn luyện, không phải đi cắm trại dã ngoại với cô nhưng thầy đã đồng ý cho tôi nghỉ ngơi nửa tiếng rồi. Nhất nhiên hoàn toàn không sợ gì cả. Quỳ chính hổ bị chặn họng, buồn bực đi sang bên cạnh. Anh ta tưởng nhất nhiên là... Kết quả không ngờ cô là... Đúng là tức chết anh ta rồi. Tốc độ của nhiếp nhiên rất nhanh. Chỉ một lát đã bắt xong giá. Cành cây cũng bén lửa vang lên tiếng tí tách. Động tác của cô rất nhanh nhẹn. Cắt tiết lột ra, bỏ nội tạng. Sau đó dùng nước suối rửa sạch sẽ dùng cành cây xiên vào gác lên bếp lửa để nướng. Qua khoảng 15 phút, mùi thịt thỏ thơm lừng bay ra. Nhiêm nhiên ngửi mùi thịt kia, tâm trạng tốt hơn hẳn. Lại qua 5 phút nữa, thịt thỏ cơ bản đã chín. nhân nhiên nhân lúc còn nóng xé một cái đùi ra, đưa cho quỳ chính hổ ở bên cạnh. Thầy mau ăn một miếng đi. Dĩ nhiên quỳ chính hổ sẽ không cầm rồi. Nhiêm nhiên thấy vậy nói. Cầm đi thầy, Nể tình tôi hôm nay vượt qua thử thách Thầy ăn với tôi một bữa Khoảng thời gian này Ngày nào tôi cũng ăn bánh bao Không có mùi vị gì cả Nói rồi cô nhét cái đùi thỏ vào trong tay anh ta Quỳ chính hồ cau mày Nhìn cái đùi thỏ trong tay mình Phòng ăn có đồ ăn Nhiếp nhiên sẽ nốt một cái đùi kia xuống ăn Ung dung nói Ăn cơm sẽ tốn thời gian Thời gian đó không bằng đi ngủ Quỳ chính hồ nghe thấy cô nói như vậy cũng dịu đi một chút. Anh ta biết khoảng thời gian này cô thật sự vất vả. Hai ngày trước khi thi, sẽ cho các cô nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị. Vậy sao? Không lừa tôi chứ? Thật ra cô chỉ thuận miệng nói thế, nhưng vẻ mặt quý chính hồ lập tức thay đổi, trực tiếp nhét trả cô gái đùi thỏ. Hết nửa tiếng rồi, lập tức bắt đầu huấn luyện. Nói xong anh ta liền đứng lên. Nhâm nhiên thấy anh ta trở mặt, nhanh như lật bánh tráng thì hiểu ra. Cô cắn mấy miếng đùi thỏ thật to. Mạnh hàm ra nói với quý chính hổ. Mấy từ thẹn quá hóa giận chính là để nói thầy đấy. Sau đó cô lại như một làn khói chạy tới chân núi tiếp tục huấn luyện. Hết chương 1581.